rau đi con. Đậu con có ăn không? Đâu phải. Không ăn thì thôi. Bỏ lại đó. Ăn lẩu đi, thịt đi. Ăn thịt ăn cá hồi đi con. Ngon hơn. Ngon. Lâm dỡ cái đây lên cho mẹ. Dỡ ở đây lên cho mẹ. Lương. Dỡ ở đây lên cho mẹ. Bà chín rồi đó, ăn lương cá đi rồi ăn thịt đi. Gấp đi. Bận cái máy ra, gấp đi, ăn đi. Dạ, chín chưa? Chín rồi. Đẩy cái chén cần vô. Đẩy cái chén cần vô cho gấp nó nhiễu nước ra ngoài. Bà người ta dọn dẹp mệt đây nè. Tội người ta chứ. Ui da. Thịt đi. Thịt đi con. Này. Thịt bò ngon lắm luôn, rau ngon lắm. Cái cơm vô coi, ngọt vậy đó. Thôi Thiên Lý ăn với thịt bò cực kỳ ngon luôn. Khá ngon hả? Mẹ thôi gấp nấm, bỏ ra đây đi mẹ. Ăn mật với cá hồi rồi. Thịt bò ngon lắm. Bò ngon lắm. Bò ngon lắm. Chút nữa về ghé nó mua thuốc rồi. Mua thuốc.